ở trận đấu gặp Olympic Nhật Bản, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những màn trình diễn làm hài lòng người hâm mộ với sự tự tin, lối chơi bài bản và dấu ấn chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc. Ngay khi các khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, pha phối hợp mất bình tĩnh giữa thủ môn Obi Powell Obina và Kamiya Yuta đã để cho Văn Toàn cướp được bóng. Trong pha 2-1, anh nhanh chóng chuyền bóng cho Quang Hải đang rất thoải mái bên cạnh, lạnh lùng để bóng trong nỗ lực bay người tuyệt vọng của thủ môn trẻ gốc Nigeria. Đầu hiệp 2, Olympic Nhật Bản thay cùng lúc hai cầu thủ nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. Song, cơ hội của họ ghi dừng ở mức nguy hiểm với cú sút của Endo Keita hay pha thoát xuống sau đó của tiền đạo vào sân thay người Ueda Ayase. Trọng tài người Hồng Kông khép lại trận đấu với thắng lợi 1-0 nghiêng về phía Olympic Việt Nam với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt đấu, ghi được 6 bàn thắng và không để lọt lưới bàn thua nào. Việt Nam đứng nhất bảng D và đối thủ của chúng ta sẽ là một trong 3 đội xếp thứ 3 ở các bảng B, E hoặc F. Điều đáng tiếc duy nhất sau trận đấu có lẽ là việc Đỗ Hùng Dũng phải lên xe cấp cứu nhập viện kiểm tra chấn thương khá nghiêm trọng mà anh gặp phải ở cuối hiệp 1. Việt Nam ơi, tự hào.